quý vị và các bạn, sau thời gian 2 ngày, công trình thủy điện Đại Ninh và Đa Nhiêm tiến hành xả lũ, thì các vùng hạ du như huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh và huyện Lạc Dương đã chịu những thiệt hại nặng trong sản xuất nông nghiệp cũng như cơ sở hạ tầng. Sau đây là những thông tin và số liệu thống kê mà chúng tôi vừa cập nhật. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương cho biết, đến nay không có thiệt hại về người, nhưng một số công trình công cộng bị hư hỏng như cầu Ông Thiều, huyện Đơn Dương và cầu Tân Hội, huyện Đức Trọng bị ngập lụt. Hai cột điện Trung Thế và một cột điện Hà Thế ở huyện Lạc Dương bị ngã đổ. Đơn Dương và Đức Trọng có gần 40 căn nhà bị ảnh hưởng và đã được di dời dân đến nơi an toàn. Riêng diện tích hoa màu bị thiệt hại, huyện Đơn Dương có 800 ha, huyện Lạc Dương có 130 ha, còn huyện Đức Trọng chỉ có số liệu thống kê cụ thể. Ngoài ra có 100 mét kè chắn tại điểm dân cư Đưng Cơ Si ở huyện Lạc Dương bị sạt lở hoàn toàn. Một con bò của nông dân Đưng Cơ Si bị nước cuốn trôi. Cũng theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Lâm Đồng, hiện nay do lượng nước đổ về các hồ thủy điện đã giảm, nên lưu lượng xả lũ cũng được giảm xuống còn 400 mét khối một giây. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Lâm Đồng sẽ theo dõi sát sao diễn biến của thời tiết để có phương án xả lũ phù hợp, đồng thời phối hợp với các địa phương và các đơn vị liên quan túc trực thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ người dân giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra. Là một trong những người tiên phong chơi lan rừng tại xã Lộc Ngãi, trang trại trồng lan rừng của ông Phạm Hữu Nghĩa rộng chừng hơn 700 mét vuông, được xây dựng theo mô hình nhà kính. Qua hơn 5 năm gây dựng, đến nay ông Nghĩa sở hữu hơn 1.000 giò lan.